Đại Bi Kinh số 380 gồm 5 quyển. Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 12 từ trang 945 đến trang 973 phần trên. Đời Cao Tề Tiên Trúc Ngài Tam Tạng Na La Liên Đề Na Xá dịch từ Phạm Văn Ra Hán Văn. Thích Như Điển dịch từ Hán Văn ra Việt Văn. Khởi dịch ngày 14 tháng 10 năm Canh Thìn nhằm ngày 9 tháng 11 năm 2000. Đại Bi Kinh quyển thứ nhất, phẩm Phạm Thiên thứ nhất. Tôi nghe như vậy một thuở nọ, Đức Phật ở tại thành Câu-thi-na, ở giữa nơi hai cây sa la long thọ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn sắp nhập niết bàn, liền dạy cho Ngài A Nan rằng: hãy lấy đồ bày ra giữa hai cây sa la long thọ. Sau đó Đức Phật nằm xuống xoay đầu về bên mặt, dáng như dáng sư tử nằm và nói: ta sẽ nhập niết bàn vào đêm nay. Này A Nan, khi ta vào niết bàn, sẽ đoạn trừ tất cả những lời nói ta đã làm, những việc mà chư Phật đã làm, nói pháp cam lồ và làm lợi lạc quần sanh, tịch diệt vắng lặng, sâu xa vi diệu, khó thấy khó biết, khó có thể đo lường. Người trí có thể hiểu được pháp của thánh hiền. Ta đã 3 lần chuyển pháp luân vô thượng. Nếu có sa môn bà la môn, nếu có trời ma hoặc phạm vương hoặc loài người và đời cùng với người không thể chuyển pháp, ta đã giảng trống pháp, thổi loa pháp, dựng trái pháp tràng, làm thuyền pháp, tạo cầu pháp, mưa pháp vũ. Ta đã chiếu sáng cho 3000 đại thiên thế giới, diệt trừ chỗ tối tâm, mở bày cho chúng sinh giải thoát, làm cho trời người được sung mãn chánh tính. Người nào có thể độ đều đã được độ xong. Ta đã hàng phục tất cả ngoại đạo và các luận sự khác. Nơi động ma cung điện tuy có thế lực của ma, nhưng tiếng sư tử gầm đã làm các Phật sự, làm cái việc của bậc trượng phu đã làm xong lời nguyện, giúp đỡ giáo pháp thanh văn và thật khí cho Bồ Tát. Chỉ vì tương lai giáo pháp của Phật không mất vậy. Này A Nan, ta nay đến sau không làm gì nữa, chỉ vào đại bát niết bàn. Lúc bấy giờ Ngài A Nan nghe lời ấy rồi, liền buồn khổ vô cùng, khóc lóc sướt mướt và bạch Phật rằng: kính bạch Ngài, bà già bà, niết bàn quá nhanh, tu già bà, niết bàn quá nhanh, mất thế gian không còn nữa, thế gian cô độc, thế gian không cứu được, không có người dẫn đường. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài huệ mệnh A Nan rằng: đừng có lo buồn, pháp có sanh, tức có diệt, phải có hoại, nếu không mất thì không đúng vậy. Ta nói thêm rằng tất cả những ái nhiễm đều khó xa lìa. Vậy A Nan, ta chỉ vì lòng từ không hai, cả tâm và thân không có ác, ngươi đã hiếu dưỡng tùy thuận, làm thì giả giúp đỡ ta vô hạn. Này A Nan, nếu có trời người Atula vân vân cho việc cúng dường thanh văn duyên giác, nếu giảm một kiếp hoặc mãn một kiếp, lại cùng với việc phụng dưỡng Như Lai, đối với việc ấy phước lại nhiều hơn, cho đến cúng dường các vị Phật có thần thông lớn và lúc vào niết bàn thì được công đức rất lớn. Ví như cam lồ trong các cam lồ, cuối cùng của cam lồ là niết bàn vậy. Như vậy đó A Nan, hãy đừng buồn khổ. Khi Ngài A Nan lo buồn khóc than như thế thì Đức Như Lai đợi giữa hai cây sa la long thọ, giống như sư tử nằm xoay về hướng bên mặt trên chỗ nằm. Tức thời 3000 đại thiên thế giới cho đến cây cối hoa cỏ trong vườn rừng để hướng về nơi Đức Phật nhập niết bàn. Có kẻ muốn đến, muốn gần gũi, muốn đến chỗ Phật, cho đến cả 3000 thế giới lớn nhỏ, cả những sông lớn, sông nhỏ, ao hồ vân vân, vì thần lực của Phật mà ngưng chảy. Trong 3000 thế giới lớn nhỏ có các muôn thú, vì thần lực của Phật mà mặc nhiên đứng yên, không hót, không ăn. Trong 3000 thế giới lớn nhỏ mặt trời, mặt trăng không di động, các lửa dữ và lửa đang thiêu đốt, vì thần lực của Phật mà không hiện hữu, không có ánh sáng nào có thể chiếu nóng. Trong 3000 thế giới nếu có ánh lửa mạnh, nhờ vào thần lực của Phật mà tiêu diệt đi, không thể tự đốt cháy được. Trong 3000 thế giới nếu có lửa cháy trong địa ngục, vì thần lực của Phật mà tất cả trở nên mát mẻ. Tại các địa ngục này, các chúng sanh trong khoảng sát na, nhờ thần lực của Phật mà được an lạc. Trong 3000 đại thiên thế giới có súc sanh, tất cả đều khởi tâm từ và tâm bi mẫn, không có tướng si não làm hại tánh mạng, tất cả ngạ quỷ không bị đói khát. Tất cả chúng sanh đều nhờ vào thần lực của Phật vậy. Thân tâm nhẹ nhàng, điều khổ được vui, đầy đủ ý nghĩa, đầy nhất an lạc. Lúc ấy Đức Phật đang nằm dây về phía mặt. Trong 3000 đại thiên thế giới có vua núi Tu Di, núi Thiết Vi và núi Đại Thiết Vi, núi Mộc Chân Lân Đà, Hương Sơn, Tiết Sơn và Hắc Sơn, đất lớn, biển lớn, tất cả đều bị chấn động bởi sáu loại, cho nên nhảy múa, khởi lên chấn động. 3.000 đại thiên thế giới, tất cả phong luân đều không suy động, tất cả chúng sanh trong khoảng sát na, bởi tất cả nghiệp, được ở trong niềm vui, lìa sự ngụ nghĩ, tâm không tán loạn, muốn làm việc gì để mặc nhiên không có tiếng. 3.000 đại thiên thế giới, có Thiên Long, Dạ Xoa, Cà Tất Bà, Atula, Ca Lầu La, Khổ La La, Ma Hầu La Già, Phạm Thiên, Thích Thiên, Hộ Thế Thiên, vân vân. Nhờ thần lực của Phật mà thấy được các cung điện, chỗ ngồi và vườn trần, các bóng tối đều không có cơ hội trở lại, không sanh ái lạc, quý thuộc của họ ưu não chẳng vui. 1.000 thế giới chủ Phạm Thiên, 3.000 đại thiên thế giới chủ Đại Phạm Thiên Vương, cao tâm tự thị làm như vậy và nhớ như vậy để làm, nhớ nghĩ thế giới này và các chúng sanh đều do ta làm và do ta hóa thành. 3.000 đại thiên thế giới chủ Đại Phạm Thiên kia, nhờ thần lực của Phật mà thấy được cung điện của họ và chỗ ngồi vân vân, chỗ ám muội không có, không sanh ái lạc, trời ma ê thủ la ở cõi tình cư vân vân cũng đều như vậy. Rồi bây giờ Đức Cha La, Đức chủ Phạm Thiên Vương của 3.000 đại thiên thế giới nhớ nghĩ thế này, lực này do ai mà sinh tướng này, làm cho ta không vui, cung điện ở chỗ ở. Tức thời Đức Phật, Đức Đại Phạm Thiên Vương biến vào trong 3.000 thế giới, hóa thành một vị đại tự tại giàu có, biết rằng Đức Như Lai ứng cúng chế biến tri, đêm nay sẽ vào niết bàn, cho nên mới hiện nên những thần lực biến hóa không thể nghĩ bàn, việc này chưa từng có. Với thần lực này đúng là tướng của Như Lai sắp vào niết bàn. Đức Quái Đại Phạm Thiên Vương liền nghĩ rằng ưu sầu không vui, lo lắng có việc, và các phạm chúng cùng đến nơi Phật, cùng với 3.000 đại thi thế giới, do các phạm thiên đều cùng tính thọ thánh pháp và ăn trụ nơi thánh pháp ấy. Lúc bấy giờ chủ Đại Phạm Thiên Vương của 3.000 đại thiên thế giới đến trước Phật rồi đặt dập đầu đảnh lễ, đoạn bạch Phật rằng: kính mong Đức Thế Tôn, Ngài dạy cho con phải sống và tu hành như thế nào. Nói lời ấy rồi, Như Lai tức thời hỏi vị Đại Phạm Thiên Vương rằng: này Phạm Vương, nay hãy làm và nghĩ như vậy, ta là Đại Phạm Thiên, ta hay thắng người, người không như ta, ta là người trí, ta là đấng đại tự tại trong 3.000 đại thiên thế giới. Ta đã tạo tác chúng sanh và hóa tác chúng sanh, ta có thể tạo ra thế giới và biến đổi thế giới chăng? Đại Phạm Thiên trả lời rằng: như vậy Đức Bạc Già Phạm, như vậy Ngài Tu Già Đà. Phật bảo: này Phạm Thiên, để biết ai làm và ai biến hóa ra. Lúc ấy Phạm Thiên mặc nhiên đứng lặng. Phật thấy Phạm Thiên mặc nhiên đứng như thế, lại tiếp hỏi rằng: Phạm Thiên, có lúc 3.000 đại thiên thế giới làm kiếp lửa thiêu đốt hết trọi, là ý thế nào? Đây có phải là việc làm, là việc hóa hiện chăng? Lúc ấy Ngài Đại Phạm Thiên bạch Phật rằng: không phải vậy, Thế Tôn. Phật tiếp: này Phạm Thiên, như đại địa nương vào nước để tồn tại, nước nương vào gió, gió nương vào hư không, như vậy đại địa dày 6.800.000 do tuần, không rời ra, không tan biến. Này Phạm Thiên, ý đó ra sao? Đây có phải là việc làm, việc hóa hiện chăng? Phạm Vương trả lời rằng: không phải vậy, thưa Thế Tôn. Phật tiếp: này Phạm Thiên, trong 3.000 thế giới lớn nhỏ này, trong khi có trăm ngàn ức mặt trời, mặt trăng lưu chuyển, thì Phạm Thiên thế nào? Có phải hóa hiện ra chăng? Phạm Thiên thưa rằng: không phải thế, bạch Đức Thế Tôn. Phật dạy: này Phạm Thiên, có lúc nhật nguyệt thiên tử không ở tại cung điện không hư. Phạm Thiên, điều ấy có nghĩa gì? Có phải do làm, có phải do hóa ra hay do thêm không? Phạm Thiên bạch Phật: không như thế, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo: này Phạm Thiên, cũng giống như thời tiết xuân hạ thu đông, vì sao vậy? Những điều này tự nhiên làm, tự nhiên hóa và tự nhiên thành tựu. Phạm Thiên thưa rằng: không phải như thế, thưa Thế Tôn. Phật dạy: này Phạm Thiên, cũng giống như tấm kiến của đèn dầu mani, ngoài ánh sáng lên sắc thì kiến trong sáng vậy, cho nên đại địa, sơn hà, cây rừng, vườn nhà, cung điện, nhà cửa, tụ lạc thành ấp, voi ngựa, nai hươu, chim muông, mặt trời, mặt trăng, vì sao? Thanh văn duy giác Bồ Tát Như Lai thích phạm hộ thế, người và không phải người vân vân, mỗi loại đều hiện lên sắc tướng. Này Phạm Thiên, vì sao vậy? Tự nó hay làm, hay biến hóa, hay thành tựu. Phạm Thiên thưa rằng: không phải vậy, kính bạch Đức Thế Tôn. Phật bảo: này Phạm Thiên, giống như núi cao, hố sâu, các đồi, dụng cụ ca múa lớn nhỏ, nai hưu, chim thú, người và chẳng phải người vân vân, đều tạo nên âm thanh. Này Phạm Thiên, vì sao vậy? Tự nó tạo nên, tự nó biến hóa, tự nó thành tựu. Phạm Thiên thưa, không phải vậy bạch Đức Thế Tôn. Phật bảo này Phạm Thiên, như chúng sanh đang ở trong mộng, thấy nhiều loại hình sắc khác nhau, nghe nhiều âm thanh như vậy, ngửi nhiều loại mùi hương, nếu nhiều vị khác nhau, hiểu nhiều loại cảm xúc, biết nhiều pháp làm nên nhiều loại vui, nhiều loại tiếng khóc than, thở những vui buồn lo sợ. Này Phạm Thiên, vì sao vậy? Vì chúng tự làm, tự biến hóa, tự thành tựu chăng? Phạm Thiên thưa, không phải vậy bạch Đức Thế Tôn. Phật bảo này Phạm Thiên, như bốn loại người, đoan chánh, xấu xa, bần cùng, giàu có, phước đức nhiều ít, giới lành, giới dữ, huệ lành, huệ dữ. Này Phạm Thiên, vì sao vậy? Có phải tự làm, tự biến hóa, tự thành tựu chăng? Phạm Thiên thưa, không phải vậy bạch Đức Thế Tôn. Phật dạy này Phạm Thiên, tất cả chúng sanh có sự lo lắng, khổ sở, não hại là vì nước, lửa, dao, gió lớn, độc dược, ác thú, làm cho người cũng như không phải người sợ hãi cùng với nhiều loại nguy hại khác nhau, hay gây nên nhiều sự sợ hãi. Này Phạm Vương, vì sao vậy? Có phải tự làm, tự biến hóa và tự thành tựu chăng? Phạm Vương thưa, không phải như thế Thế Tôn. Phật dạy rằng này Phạm Thiên, chúng sanh tự có nhiều loại tật bệnh khác nhau, ví như bệnh phong, lạnh, nóng và có nhiều bệnh khác, do thời tiết thay đổi mà tứ đại không hòa. Nó do tự làm hoặc do nghiệp báo từ trước làm cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bệnh. Lại cũng có chúng sanh bị khổ não bởi tâm ý khác nhau. Này Phạm Thiên, vì sao vậy? Có phải tự làm, tự biến hóa và tự thành tựu chăng? Phạm Thiên thưa, không phải vậy bạch Đức Thế Tôn. Phật bảo này Phạm Thiên, chúng sanh gặp những sự nguy hiểm như nước, lửa, nạn của vân vân, hoặc trong kiếp đau bên tật bệnh là sinh đói rét. Này Phạm Thiên, vì sao vậy? Có phải tự làm, tự sanh và tự thành tựu chăng? Phạm Thiên thưa, không phải vậy bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy này Phạm Thiên, chúng sanh do sự khổ của tình thương yêu bị chia lìa, do sự chia lìa với cha mẹ, huynh đệ, chị em, quyến thuộc, bạn hữu nên mới khổ. Này Phạm Thiên, vì sao phải? Có phải tự làm, có phải tự hóa hiện và tự thành tựu chăng? Phạm Thiên thưa, không phải vậy bạch Đức Thế Tôn. Phật dạy này Phạm Thiên, chúng sanh do tạo nhiều loại nghiệp ác khác nhau như mua rẻ, uống rượu, ngâm thuốc và đồ ăn v.v. hoặc đi vào trong biển lớn gặp nơi nguy hiểm để dùng các phương thuật của tiên hoặc làm các phép diệt trừ. Này Phạm Thiên, vì sao vậy? Có phải do tự làm, tự biến hóa, tự thành tựu chăng? Phạm Thiên thưa, không phải vậy bạch Thế Tôn. Phật dạy này Phạm Thiên, do chúng sanh tạo tác nhiều đường dữ khác nhau, đó là nguyên nhân vậy nên phải đầu thai vào các chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc làm trời người. Do chúng sanh từ thân miệng ý mà sinh ra việc lành, việc dữ. Lại nữa, thế gian cũng có 10 nghiệp ác. Đa phần chúng sanh không có tâm từ bi, làm các việc khổ não, không lợi ích, cho nên là nhân duyên đọa vào đường ác, như bị sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tam si, tà kiến. Này Phạm Vương, vì sao vậy? Có phải do tự làm, tự biến hóa, tự thành tựu chăng? Phạm Vương thưa bạch Thế Tôn, không phải thế. Phật bảo Phạm Vương rằng, chúng sanh nguyên là có nhiều sự khổ khác nhau, ví dụ như về đầu, tay, chân, mũi, tai vân vân. Nơi đây luôn bài tiết ra, nóng bức khó chịu như trong lửa, nóng nực, bị đao kiếm cắt xé vân vân, bị giam vào ngục tối, luôn luôn tranh tụng. Này Phạm Vương, vì sao vậy? Có phải việc này tự làm, tự biến hóa và tự thành tựu chăng? Phạm Vương thưa, kính bạch Thế Tôn, không phải vậy. Đức Phật dạy rằng, này Phạm Vương, chúng sanh hay làm việc dâm dục tà hạnh, hoại dâm với mẹ, chị em hoặc người giữ giới thanh tịnh và các nghiệp ác. Này Phạm Vương, vì sao vậy? Có phải việc này tự làm, tự biến hóa và tự thành tựu chăng? Phạm Vương thưa, kính bạch Đức Thế Tôn, không phải vậy. Phật dạy này Phạm Vương, chúng sanh là có nhiều việc giết hại khác nhau, ví như làm các thuốc độc để giết hoặc là trù yểm, bằng chú thuật các côn trùng, cùng với nhiều loại ác nghiệp làm phương tiện và nhân duyên giết hại sinh mạng. Này Phạm Vương, vì sao vậy? Điều ác có phải do làm, do hóa hiện mà thành tựu chăng? Phạm Thiên thưa, kính bạch Thế Tôn, không phải vậy. Phật bảo này Phạm Vương, vì thế gian có sanh già, bệnh chết, ưu sầu, khổ não, pháp vô thường, tận diệt và dễ biến đổi, cùng với 4 tánh mà con người khó có thể quên được, hay làm cho tất cả thương yêu không yểm hoại, Nhiều vật bị bại hoại ly tán, này Phạm Vương, vì sao vậy? Có phải do làm do biến hóa mà thành tựu chăng? Phạm Thiên Tưa, không phải thế bạch Thế Tôn. Phật bảo, này Phạm Vương, chúng sanh vì nghiệp chướng tham sân si mà nối kết cũng như liên hệ những loại phiền não khác nhau lại. Đây là nhân duyên để cho chúng sanh làm việc giận hờn, làm cho tâm bị mê hoặc vậy, tạo tác rất nhiều các loại nghiệp khác nhau. Này Phạm Vương, vì sao vậy? Có phải đây là việc tự làm, tự biến hóa và tự thành tựu chăng? Phạm Thiên Thưa, kính bạch Đức Thế Tôn, không phải vậy. Phật dạy, này Phạm Thiên, phải vào ba ác thú như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nơi này các chúng sanh vì những việc đã làm mà thọ những khổ não. Này Phạm Vương, vì sao vậy? Có phải do làm, do biến hóa và thành tựu chăng? Phạm Vương Thưa, không phải thế bạch Đức Thế Tôn. Phật dạy, này Phạm Vương, tất cả các mầm móng nếu không có thì không sanh. Ví như cây thì sanh giống thuốc, lúc có nước thì sanh ra hoa quả hương thơm. Tất cả các vị ngọt đắng chua cay đều có, tùy theo chúng sanh có ý hay không có ý mà tác hại như vậy. Này Phạm Vương, vì sao vậy? Có phải do làm, do biến hóa mà thành tựu chăng? Phạm Vương Thưa, không phải vậy bạch Đức Thế Tôn. Phật dạy, này Phạm Vương, năm đường lưu chuyển, chết sống, thành tựu và hoại diệt. Sở dĩ như vậy vì chúng sanh bị vô minh che đậy và tương ứng với ái dục mà có. Đọa lạc lưu chuyển, trước sau khó biết, cùng với đời sau sống chết cũng không rời khỏi chúng này. Có thể làm người, trời hoặc ma, hoặc phản sa môn bà la môn. Điều này thế gian giống như đóng chỉ rối, thường hay lưu chuyển sanh chỗ này và qua chỗ kia. Khi các chúng sanh lưu chuyển sanh chỗ này và qua chỗ kia, khi các chúng sanh này lưu chuyển như thế, không biết không ra khỏi. Này Phạm Thiên, vì sao vậy? Có phải do làm, do biến hóa mà thành tựu chăng? Phạm Thiên Thưa, không phải thế Đức Bà Già Bà. Đức Phật dạy, này Phạm Thiên, từ nhân duyên gì mà làm việc nhớ nghĩ này? Phải biết các chúng sanh này do mình tạo ra, do mình biến hóa, do mình thành tựu nên mới có thế giới này. Do ta tạo nên, do ta biến hóa và do ta thành tựu. Phạm Thiên Thưa bạch Thế Tôn, vì con không có trí tà kiến, có tâm chưa đoạn điên đảo, cùng vì không hay nghe Như Lai nói chánh pháp vậy, con đã từ lâu làm việc ác kiến và nói những việc ác. Các chúng sanh này như con tự mình làm và tự mình biến hóa, cho nên mới có thể có thế giới này. Chính con tự làm, chính con tự biến hóa vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con nay lại xin hỏi Phật nghĩa này. Như vậy với thế giới này, ai người làm ra, ai hóa diện, và tất cả chúng sanh do ai làm ra, do ai hóa diện và do ai thành tựu, do ai sanh ra? Phật bảo, Phạm Thiên, thế giới này do nghiệp tạo tác mà thành, do nghiệp biến hóa. Tất cả chúng sanh đều do nghiệp tạo tác và do nghiệp biến hóa và do nghiệp lực mà sanh ra. Vì sao vậy? Này Phạm Vương, do vô minh nương vào hành, hành nương vào thức, thức nương vào danh sắc nương vào lục nhập nương vào xúc, xúc nương vào thọ, thọ nương vào ái, ái nương thủ, thủ nương hữu, hữu nương sanh, sanh nương vào lão tử ưu lo khổ não. Do đây mà tập hợp lại các khổ. Này Phạm Thiên, nếu như mình mất cho đến ưu bi khổ não hết thì không có kẻ làm, cũng không có người làm và người bị làm, chỉ có nghiệp chịu trách nhiệm về việc này. Do sự hòa hợp nhân duyên mà có chúng sanh, nếu lìa nghiệp này thì pháp sẽ hòa hợp. Phải biết rằng người này có thể xa rời sanh tử mà lưu chuyển đi cõi khác. Này Phạm Vương, như thế nếu thế gian nghiệp hết, phiền não hết, sự khổ hết, nghĩa là xuất ly sự khổ. Điều ấy có tên là tịch định niết bàn. Này Phạm Vương, ai là người được niết bàn? Đó là người nghiệp đã dứt, phiền não đã lìa và xa rời các khổ. Như vậy gọi là pháp. Do thần lực của chư Phật vậy, chư Phật gia hộ vậy. Vì sao thế? Này Phạm Vương, nếu không có chư Phật ra đời để nói pháp, tức không thể nghe được pháp như thế này. Này Phạm Thiên, nếu khi chư Phật xuất hiện ở thế gian để nói pháp tịch định khó hiểu, so sáng pháp môn, nếu có chúng sanh nào khi nghe mà sanh pháp, thì từ khi sanh đã được giải thoát, được nghe các pháp về sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não. Chính từ các pháp lão bệnh tử ưu bi khổ não này mà được giải thoát. Này Phạm Thiên, đây là việc mà chư Phật hiện làm và hiện thành tựu. Này Phạm Thiên, chư Phật làm điều này để chỉ dạy, cho nên các việc làm ví như ánh sáng hay thay đổi không thường, không nhất định và chẳng cứu cánh. Cuối pháp sẽ sinh pháp, ví như sau khi chư Phật diệt độ thì chánh pháp chìm xuống lại cũng như thế. Việc thị hiện cũng như vậy, cho nên gọi chư hành giống như ánh sáng là vậy. Nếu Phật không ở đời, tất cả các hành đều cùng trong sát na, giống như ánh sáng vậy. Tức không thể nói tất cả các hành giống như ánh sáng, như mộng, như tiếng giang. Này Phạm Thiên, tất cả chư Phật đều biết tất cả các hành này, để mới nói chư hành giống như ánh sáng, như mộng, như tiếng vang. Người trí hay biết tướng này vậy. Cái tướng này đều do cái nghĩa từ nhân duyên vậy, nên biết các hành vô thường, chuyển động, đến pháp cuối thì thay đổi, làm cho phân tháng, thời tiết bị hư hoại, trung từng sát na và cho đến ngày đêm, nửa tháng cho đến một tháng, một năm hoặc trăm năm, một kiếp cho đến 100 kiếp, tất cả cuối cùng đều thay đổi, có các loại lửa bị đổi thay, nước đông lại, gió lớn thổi lên, thế giới đất đai là trở về không, trong đó có núi Thiết Vi và núi Đại Thiết Vi, Đô Di Sơn và các hắc sơ vân vân đều trở thành không, mặt trời, mặt trăng, sao mai và những quyến thuộc cũng trở về không, không sáng, không chiếu trở lại, đọa lạc, cung điện của chư thiên cũng bị tiêu mất. Cùng các cung điện thủ đô, thành ấp, cây cối, rừng rậm, ao hồ và các việc vui cũng đều bị hoại diệt. Chư thiên sanh rồi lại mất, mất rồi lại sanh. Các bậc trí giả khi thấy việc này thường sinh tâm nhàm chán xa lìa. Vì đây do các hành không thường hay hư hoại biến đổi như vậy, vì tâm bình đẳng và phát tâm bỏ nhà đi xuất gia, chứng được các hành như là ánh sáng, như là mộng huyễn và tiếng vang, cũng giống như xem trong nước thấy mặt trời, mặt trăng và ánh sao vậy. Tất cả đều bị tướng và các bị các nhân duyên mà đến được bồ đề vậy. Các bậc đại trí mong Phật chỉ giáo và mong đón nhận, hoặc tự tư duy được hiểu biết các hành như ánh sáng, như mộng, như tiếng vang, sanh ra tính tâm lìa nhà xuất gia. Và có người chứng được tu đà hoàng quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả và a la hán quả. Nếu có người đại thừa hoặc chứng sơ nhẫn, hoặc chứng đệ nhị, đệ tam nhẫn, tất cả đều hay chứng đến vô thượng bồ đề. Giả sử sau khi Đức Phật diệt độ ở trong thế gian này mà lại thuyết pháp lưu hành như vậy, nếu có chúng sanh nào nghe được pháp này sẽ chứng được tam thừa, cũng có thể chứng thanh văn, bích chi Phật thừa, cũng như tất cả chủng trí vô thượng đại thừa. Này Phạm Vương, hãy nên biết rằng các pháp thứ lớp như thế lại cũng do chư Phật mà thành tựu vậy. Lại có những người thấy những việc này liền sinh tâm xa rời, hay biết rằng các hành đều vô thường, sự khổ luôn thay đổi, không có cái cuối cùng, và pháp sẽ sinh ra tất cả như ánh sáng, như mộng, như tiếng vang. Này Phạm Thiên, những điều này đều do chư Phật tạo thành cảnh giới này. Có các chúng sanh do tu hành mà thành tựu vậy, được nghe tiếng nói của chánh pháp, nương nơi Như Lai mà suy nghĩ kính tinh. Tất cả các hành vô thường và hoại diệt, giống như ánh sáng, như mộng, như tiếng vang. Cũng có chúng sanh từ đây nương vào chư Phật mà thành kẻ phạm hạnh, hoặc có người tại gia thọ trì giới cấm, và từ nhân duyên đó giải thích rằng tất cả các hành đều vô thường hoại diệt, giống như ánh sáng, như mộng, như tiếng vang. Biết vậy sanh tính tâm bỏ tục xuất gia. Các Đức Phật tuy chưa ra đời nhưng đã được chư Phật thành tựu như vậy, vì lẽ chư Phật đều có các căn lành để được bồ đề. Này Phạm Thiên, hãy biết như vậy tất cả đều là cảnh giới của chư Phật và sự thành tựu của chư Phật. Này Phạm Thiên, trong 3000 đại thiên thế giới này không có Phạm Vương, cũng không có ngoại đạo, luật sư, duy chỉ có chư Phật. Này Phạm Thiên, ta từ xưa cho đến nay trong vô lượng 100.000 ức na do tha a tăng kỳ kiếp đã tu bồ tát hạnh. Do lượng a tăng kỳ kiếp như nay đã trồng nhiều loại căn lành và trì cấm giới, khổ tu phạm hạnh, và đã tu vô lượng 100.000 ức na do tha, khó làm những việc khổ hạnh như thế. Giữ đất Phật này làm cho thanh tịnh. Nếu các chúng sanh tu các căn lành thì tùy theo chỗ mà được thanh tịnh, và tùy theo thời mà được độ vậy. Ta suốt canh thâu dùng tướng nhiếp để nhiếp hóa chúng sanh, đó là bố thí, á ngữ, lợi hành và đồng sự. Họ vì ta mà thề nguyện vậy. Sanh vào đất Phật, nghe ta thuyết pháp mà hay tính giải, không đương về với Phạm Tích Hộ Thế và các thiên vương vậy. Này Phạm Thiên, hãy biết như thế, đây là đất Phật, nơi đó không có Phạm Tích Hộ Thế, là cũng chả có luật sư ngoại đạo vậy. Lúc bấy giờ, chủ cõi thế giới Ta Bà là Đại Phạm Thiên Vương cùng với 100.000 phạm chúng luận tướng Sò Bi nói lời như vậy. Chư Phật Thế Tôn không đạt khó có thắng diệu pháp môn, là chủ của Đại Phạm Thiên Vương và hàng ngàn đại thiên thế giới. Vì Như Lai mà sanh tâm hy hữu, chư Phật khó có và có vô lượng bất khả tư nghị các cảnh giới không cùng tận. Đại Phạm Thiên Chủ thức thời quy y làm đệ tử Phật, nương nơi Thế Tôn thỉnh cầu chỉ dạy và nói lời rằng: Đức Bà Già Bà là thầy của con, Tu Già Đà là thầy của con, kính mong Thế Tôn chỉ dạy cho con trụ ở chỗ nào, hành pháp môn gì. Phật bảo Phạm Thiên: 3.000 đại thiên thế giới này là đất của Phật, ta nay phụ thuộc vào đây, hãy biết theo ta mà tạo sự chân chánh, có mắt nhìn đời, đoạn tuyệt vô thượng Phật nhãn, pháp nhân và tăng nhân cũng nên đoạn tuyệt, sau đó tự động sẽ biến thể. Này Phạm Thiên, vị lai sẽ có vị trưởng tử đồng chân Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát, từ hiện Phật mà sanh, từ pháp hóa sanh, vì tâm đại bi vô cùng mà làm lỡ chúng sanh, vì sự an lạc và sự an ổn của chúng sanh mà xuất hiện. Ngài vì 3.000 thế giới như pháp mà được bổ xứ, như ta nơi đây không sai khác, cũng hay tùy thuận như ta đang dạy, là cũng thuận lợi đoạn tuyệt với pháp chân đạo của Phật nhân, pháp nhân và tăng nhân. Vì sao vậy? Này Phạm Thiên, chỉ đến các pháp căn bản này không đoạn, tùy theo thời mà Phật nhân, pháp nhân, tăng nhân được phép không đoạn tuyệt. Mắt của Thích Phạm Thiên, mắt người giải thoát cho đến mắt Niết Bàn, được không đoạn tuyệt. Này Phạm Thiên, do vậy ta phụ thuộc vào Phật độ và 3.000 đại thiên thế giới vậy. Này Phạm Thiên, ta nay đã dạy, hãy nên tùy thuận vì đời người sau mà làm vậy. Lúc bấy giờ, 3.000 đại thiên thế giới có các Phạm Thiên và Đại Phạm Thiên, tất cả đều vì thánh pháp này mà được chánh tính. Chủ 3.000 đại thiên thế giới là Đại Phạm Thiên liền trong chánh thánh pháp này mà được chánh tính sâu xa. Đại Bi Kinh phẩm Thương Chủ thứ hai. Lúc bấy giờ có ma con tên là Thương Chủ qua lời Phật dạy đã có tin một cách thâm sâu. Khi nghe Phật nhập Niết Bàn, tâm liền sầu khổ, tóc trên đầu dựng đứng lên, liền đến chỗ Phật đeo đầu đảnh lễ. Sau đó lui ra và hướng về phía Phật bạch rằng: Di nguyện Thế Tôn, Ngài có lòng từ đối với chúng sanh, là do chúng sanh an lạc, là bậc cứu giúp thế gian, cũng đã làm lợi ích cho trời người nữa. Mong Ngài hãy trụ thế thêm một kiếp nữa mới vào Niết Bàn. Con cùng với chư thiên và loài người kính khuyến tỉnh Ngài như vậy. Kính bạch Thế Tôn, khiến cho chúng sanh như mắt bị mờ, không có ai nói cho chúng con nghe, không có người dẫn đường, không có người cứu giúp, không có chỗ nương nhờ và không có chỗ đến nữa. Sau khi Thương Chủ thưa lời ấy rồi, Phật liền bảo rằng: Này Thương Chủ, cho ngươi là 3 tuần. Trước để thỉnh ta nhập Niết Bàn và đã nói rằng: Bà Già Bà hãy vào Niết Bàn, Tu Già Đà hãy vào Niết Bàn, hãy vào Niết Bàn, Tu Già Bà. Đây đúng là lúc ta phải vào Niết Bàn. Này Thương Chủ, điều ấy cha ngươi là 3 tuần đã yêu cầu ta, ta đã tùy theo lời đó mà hứa sẽ nhập Niết Bàn. Này Thương Chủ, đó là nhân duyên, ta nay đã đến lúc mà phải giữ lời hứa để vào Niết Bàn. Thương Chủ là bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đó chính là ma 3 tuần, chứ không phải phụ thân của con. Ma cũng chẳng phải là thiên hữu của con. Nếu hay làm chuyện sát hại, con sợ rằng gia đình con được hiểu là đại ác, thường muốn cho con không được an vui và hợp yên ổn. Hãy làm cho việc này mất đi, không có gì là ích cả. Thưa Thế Tôn, loài ma hãy vì con mà làm chuyện đại ác, ngang chuyện trời người, làm chuyện đáng lo, hãy vì ánh sáng trí tuệ, ánh đại quang minh mà làm đèn tiêu diệt vậy. Kính bạch Thế Tôn, nếu có kẻ nào nói lời như vậy, điều ấy có nghĩa là trong chư thiên loài người đã xuất hiện nơi đời một người cực ác vậy. Đây phải biết là ma 3 tuần vậy. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có người đích thực nói lời ấy, có nghĩa là người ấy chẳng làm lợi ích gì cho cá nhân, cũng chẳng làm lợi ích cho kẻ khác và nhiều chúng sanh khác để phát tâm, phải biết rằng kẻ đó chính là ma 3 tuần vậy. Kính bạch Thế Tôn, nếu là có người nói thật điều đó thì phải biết người đó chẳng vì sự lân mẫn lợi ích cho chư thiên và là người, ma, phạm, Atula, Sa môn, Bà la môn và tất cả thế gian vậy, là cũng chẳng phải vì muốn hòa hợp an ổn làm cho người phát tâm bị thối lui khổ não. Điều này phải biết đó là ma 3 tuần vậy. Kính bạch Thế Tôn, có đã từng nghe Phật dạy như thế này: có 2 loại người, loại thứ nhất như pháp, loại thứ hai không đúng pháp. Mà Thế Tôn đã hứa vào Niết Bàn tức không như pháp vậy. Di nguyện Thế Tôn, hãy làm cho lời hứa này đừng phát sinh nữa. Có như thế mới làm lợi ích an ổn cho chư thiên, loài người và tất cả chúng sanh. Hãy bỏ lời hứa này, mà ở lại với đời một kiếp nữa. Nếu như Phật ở đời lâu dài thì chư thiên loài người được lợi ích an ổn vậy. Cho nên Đức Thế Tôn đừng vội vã niết bàn. Phật bảo Thương Chủ rằng: lành thay, nếu mà được sự lợi ích cho chúng sanh thì đúng như vậy. Này Thương Chủ, nếu có người cúng dường lễ quán đảnh cho đại vương, hoặc có kẻ cúng cho vương tử đại thần, hoặc cho kẻ phòng giữ đất nước, thành ấp, làng xá vân vân, từ người này mỗi mỗi thuộc về vua sẽ thọ được tước hiệu phước lộc mà các vị vua này thường hay vì người, về con cháu thân thuộc cũng là đầy đủ phước lộ lộc để giúp đời. Này Thương Chủ, nếu nay vì Như Lai mà cúng dường vô thượng pháp vương thì tâm sinh thanh tịnh. Khi thanh tịnh rồi, Như Lai giống như phước lộc này vậy. Ta đây giống như việc này, từ Phật mà phát sanh tính tâm thiện căn thanh tịnh. Như vậy nên biết, này Thương Chủ, hãy biết điều tịnh tính căn lành này. Sau khi ta diệt độ về đời sau mà làm bích chi Phật, tên là Từ Mẫn Thương Chủ. Sau khi ta nhập niết bàn, chánh pháp diệt độ thì Ma Ba Tuần rất vui mừng. Vì sợ vui ấy mà đọa vào đọa lạc vào ma cung, sinh diệt A Tỳ địa ngục, phải chịu nhiều nỗi khổ sở khác nhau. Vì sao vậy? Vì lễ Ma Ba Tuần là tháng các ánh sáng, các sự yên ổn, nên mới sinh tâm vui mừng như thế. Này Thương Chủ, nếu có người đích thật nói với người khác như vậy thì chính người ấy cũng tự hại. Vì tự hại như vậy cho nên do việc làm này mà việc ác phát sanh. Phải biết rằng đây là Ma Ba Tuần vậy. Vì sao vậy? Này Thương Chủ, sau khi ta diệt độ cho đến khi chánh pháp ở đời, tùy theo thời tiết mà Ma Ba Tuần được ở vào ma cung. Khi pháp của ta đã diệt rồi thì ma rất vui và luôn có ý sân tán. Chỉ trong một tích tắc rơi vào cung ma, rồi vào A Tỳ địa ngục. Này Thương Chủ, phải như có người ở trên cây, cùng cây và hoa quả đầy đủ, thì người này tự sân hoa quả, sau khi thọ dụng rồi lại phải ở trên cây. Này Thương Chủ, vì sao vậy? Có phải người ấy lúc bấy giờ có thể ở mãi trên cây chăng? Tại trên cây này có được an lạc chăng? Có được gọi là trí chăng? Thưa Chủ, thưa không phải vậy. Thưa Đức Bà Dạ Bà, không phải. Thưa Đức Tu Già Đà. Phật bảo: này Thương Chủ, ma cũng vậy, luôn muốn Như Lai vào niết bàn, cho nên để được vui, Như Lai đã nói chánh pháp tỳ ni. Từ Thương Chủ cho đến chánh pháp trụ thế, Ma Ba Tuần cũng tùy theo thời tiết mà được ở cung ma. Khi pháp của ta diệt rồi thì Ma Ba Tuần có vẻ hoan hỷ xưng tụng ý này, xuống đến cung ma và vào nơi địa ngục A Tỳ. Này Thương Chủ, dẫu như người kia ở trên cây tự làm hại mình như vậy đó, ma cũng như thế tự mình hại vậy, cũng lại làm hại người khác nữa. Mình nên phát tâm: này Thương Chủ, ma này sau đó tùy thời mà đọa vào địa ngục, thọ nhiều khổ bệnh, như cướp mạng khổ, làm khổ tiếp nhau. Lúc bấy giờ mới nhớ nghĩ đến Như Lai ứng cúng chế biến tri. Đây là lời nói chân thật, là kẻ thành thật, người nói không khác, không là lời hư dối, nói lời tốt lành. Lành thay thân đứng đắn đúng luật nghi, lành thay mộng đúng với luật nghi, lành thay ý đúng với giới luật. Thân làm việc đúng, khẩu nói điều đúng, ý nghĩ điều đúng, cho nên có thể được vui, được điều ưa thích, được tự ái nơi quả báo của ý. Nếu thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì sẽ không được vui, không được sự mong cầu, không được yêu thương, không được song tán. Họ từ xưa cùng với thân kia đã làm điều ác, tự ứng với mộng, với ý, nên đã thọ nghiệp báo và nay đọa vào địa ngục. Thọ lãnh như vậy các cực hình của thân và tất cả những khổ não chịu không thể nổi, như mới chết và đường khổ. Lúc đó Ma Ba Tuần đang hiện hữu, làm cho họ nhớ lời nói để được sinh tín tâm. Khi sanh tín tâm rồi, tức thời từ địa ngục kia mệnh chung thác sanh vào cõi trời thứ Ba Ba. Vì sao vậy? Này Thương Chủ, nếu có tâm ác thì nơi Như Lai làm cho cái việc ấy qua đi. Khi thân hoại mạng chung bị đọa vào đại địa ngục. Nếu lại có tâm từ biết cúng dường Như Lai với kẻ không cầu thì mạng chung sẽ sanh, sẽ vào đường lành như trời người, vân vân. Kẻ kia nhờ cái lành này mà được gần Phật. Khi gần Phật rồi liền sanh căn lành. Các căn lành này tiếp theo sẽ được vô lậu niết bàn. Này Thương Chủ, từ Như Lai mà biết sanh tính tâm thanh tịnh, từ thiện căn này mà gặp Đức Di Lặc xuất thế. Sau khi gặp Phật Di Lặc rồi thì có thể giác ngộ vào những sự ngụ nghĩ, phóng dật của chúng sanh vân vân. Liền nói lời rằng: này các chúng sanh, hãy dũng mãnh và nên làm các nghiệp thiện. Như Lai ứng cúng chi biến tri ra đời thật khó thay, nhưng mà ưu đàm chỉ một lần hiện. Như Lai chỉ cũng chỉ xuất hiện một lần, không có chốn niết bàn. Có lúc nói rằng thân người khó được, tám nạn khó lìa, được gần Phật mà sanh ra thật là hy hữu. Điều ấy cho nên hãy thận trọng, đừng có buông lung, hãy siêng tu hành sau này khỏi hối. Này Thương Chủ, khi nhận lãnh lời dạy của Đức Phật Di Lặc, hãy lãnh lấy điều ấy, vì Ngài là vô thượng Pháp Vương cùng nhân dân nơi đó. Đương có tâm từ, không ác, không giận hờn, có tâm bi, tâm lạc và có cả tâm hộ trì dưỡng dục vậy. Do thiện căn này là tại cung điện của ma, làm chủ các ma, giàu có hơn lên, làm vua tự tại. Này Thương Chủ, nếu có chúng sinh ở nơi Như Lai mà sanh các căn lành, cho đến được phát một niệm thanh tịnh, thì chúng sanh đó đã có căn lành gần nơi cam lồ. Cam lồ số 1 trên các cam lồ. Này Thương Chủ, từ căn lành này mà được báo thân làm trời người. Sau khi trải qua 80 kiếp, thân sau sẽ thành Bích Chi Phật, có tên là Bi Mẫn. Vì sao vậy này Thương Chủ? Vì sau khi nghe ta nhập niết bàn, từ chỗ ta mà sinh tâm thanh tịnh, từ chúng sanh mà sinh tâm bi mẫn, vì tất cả chúng sanh mà được an lạc vậy. Cầu thỉnh ta ở lại đường vào đại bác niết bàn, là trong pháp hội của Đức Di Lặc. Vì chúng sanh mà bi mẫn như thế, làm cho chúng sanh khỏi hôn trầm và phóng dật, luôn luôn giá nghĩ không sanh buông lung, nói pháp lành xong, vì lẽ ấy mà được thọ ký thành Bích Chi Phật. Này Thương Chủ, sau đây đang có những phước báo lành như vậy. Lúc bấy giờ, Thương Chủ là bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu Phật không nhận lời thỉnh cầu của con mà vào niết bàn, thì con nguyện từ bây giờ cho đến lúc pháp trụ sẽ lìa ngũ dục và chuyên trì hiếu đạo, không du hí, không mặc áo khác, không cài hoa trên tóc và tẩm hương vào mình, cũng không thọ dụng thắng báo của chư thiên. Vì sao vậy? Như vậy Thế Tôn, chúng sanh là vật quý đã cùng với con sẽ lìa xứ khác, chưa thể gặp mặt, chưa có trở lại, chưa thấy nhau. Kính bạch Đức Thế Tôn, có niềm vui nào về sự tươi cười nào đâu? Sao có thể vui, sao có thể xứng ý? Như vậy tối đại ánh sáng như trí tuệ quang minh, nếu có người mất đi, con sẽ bị họ làm những việc xưng tán hoan hỷ. Như vậy là mặt trời đại trí, có năng lượng trong ngày ánh sáng quyến thuộc, làm cho diệt trừ cho minh về tâm tối vậy, làm nên bậc có trí sáng suốt. Như vậy chưa hết, con nay có nói cũng chẳng thể hết. Sao có niềm vui, sao có nụ cười, con đã đối với cái chúng sanh trân quý này biệt ly từ lâu mà so sánh chúng sanh, thì chúng sanh chẳng giảm, là trong chúng sanh đó cũng có nhiều chúng sanh không có tội, không có ngu si, là chúng sanh vô thường, tối thường chúng sanh, không giống chúng sanh, không so sánh được chúng sanh, hay cứu tất cả chúng sanh vi diệu chúng sanh cùng chung chúng sanh, cộng thừa chúng sanh, điều phục chúng sanh, lân mận chúng sanh, là kẻ giác ngộ, là người nói thật, là người đúng thời, nói đúng lúc, không nói lời khác, như thuyết mà tu hành. Ở trong Đại Bi, vì các chúng sanh mà tâm vô quá ngại, vì các chúng sanh mà có tâm bình đẳng, không hí luận, không có ta và không thuộc về ta, kẻ không chú nhóm, không giữ nhà cửa, không nương tựa, không hoang phí, không dơ, kẻ hay cứu tế, kẻ chỉ đường, kẻ hóa đạo, kẻ hay giúp đỡ, hay cởi trói, kẻ dưỡng dục, kẻ hay nhớ nghĩ đến chúng sanh, hay làm cho chúng sanh tỉnh ngộ, kẻ chỉ bày và hay thắng thế. Kẻ xa lìa là ông vua trị nội tâm, là kẻ cho nhiều thuốc hay, là người cứu độ, cứu cánh qua khỏi sự khổ, là bậc Thương Chủ đúng nghĩa, hiện ra nơi xứ lành, kẻ mang đồ nhẹ, kẻ mang ánh sáng làm cho sáng thêm, tạo ra ánh sáng, kẻ chiếu sáng, kẻ cho mắt, kẻ dẫn đường, làm cho đến nơi chốn yên ổn, xa lìa tất cả gia bẩn, không khác ái dục, xa lìa chúng. Đó là tham sân si, là kẻ xa lìa phiền não, kiêu mạn, phẫn nộ, đó chính là kẻ đại trường phu, diệu đại trường phu, cực đại trường phu, làm đại trường phu, mãnh đại trường phu, liên hoa trường phu, phần đại lợi trường phu, đại trường phu rồng, đại trường phu thầy của rồng, sư tử trường phu, thượng thủ trường phu, sợ hãi trường phu, mạnh mẽ trường phu, voi trường phu, vô thượng trường phu, vô thượng điều ngự trường phu. Với người cùng đây với người tất cả sức mạnh, được 4 điều không sợ, được đầy đủ 18 pháp bất cộng, người chứng được trí tuệ rộng lớn, đầy đủ vô lượng giáo pháp, kẻ không có tật đố, không có tất cả chứng nạn. Trong vô thượng đại thí chủ là thí chủ tối thắng, tâm không ngờ vực, người chứng được đại thiền định, người chứng đến cảnh giới tam muội, tam ma bạc đề, người có vô lượng trí tuệ, người không có chứng nạn của trí tuệ, chứng được cảnh giới không so sánh, người không lay động, qua khỏi chỗ bùn dơ, kẻ đến bên kia bờ, người ở bờ bên kia, đến chỗ không sợ hãi, trừ tất cả sự sợ hãi của chúng sanh, người luôn luôn an ổn. Những người hiền của chúng sanh sau đêm nay thời xa lìa, không thể thấy được nữa. Kính bạch Đức Thế Tôn, Như Lai đang ở trong đại chúng, tiếng hống của sư tử ấy không còn nghe được, còn làm sao có thể giải thích hết được. Kính bạch Đức Thế Tôn, vì do người đã được phước lộ quán đảnh của vua Sát Lợi, sau khi vua băng sanh tâm sầu khổ, hiểu ơn dưỡng dục của vua, nhớ ơn dưỡng dục của vua, nhận được ân huệ của vua, mà các chúng sanh này vì vua chuyên giữ hiếu đạo, hoặc 1 ngày, 2 ngày cho đến 7 ngày, từ nửa tháng cho đến 1 tháng, thường hay nhớ nghĩ than khóc. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng như thế. Sau khi Như Lai diệt độ cho đến chánh pháp còn ở đời, thì theo thời gian xa rời năm dục, chuyên giữ đạo hiếu, không cười nói đùa giỡn, không thay đổi y phục, không cài hoa lên tóc, không xông hương vào mình, và không tà dụng quả báo của chư thiên. Kinh Đại Bi, phẩm Đế Thích thứ 3. Lúc bấy giờ, Thích Đại Hoàng Nhân liền đến trước Phật, sau khi đành lễ lui ra và đứng và hướng về Phật bạch rằng: Di nguyện Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy cho con phải tu hành thế nào. Đức Phật dạy: Thuở xưa có một lúc, có 4 vị vua Đại Atula ăn mặc đồ trận cùng với quyến thuộc đến nơi cõi trời tối 33 muốn giao chiến. Lúc bấy giờ Ngài Thánh giả Mục Liên vẫn còn tại thế. Như vậy chư thiên và Atula lúc đánh nhau với nhau, Thánh giả Mục Liên đến 4 nơi Atula đang đánh mà hàng phục họ. Liền sau đó chư thiên và Atula liền được an ổn, lại chẳng chiến đấu để làm khổ với nhau, cũng như cùng nhau tranh luận vô ích. Phật tiếp: Sau khi Mục Liên nhập diệt rồi, và nay thì Như Lai muốn vào niết bàn, chúng con cũng như thế, ai cũng lại muốn đấu tranh và làm phản. Nguyện chỉ bày cho, nếu 4 Atula cùng con lâm chiến, con đối với kia phải làm thế nào? Phật bảo Thích Đại Hoàng Nhân rằng: Kiều Thi Ca, hãy dừng, đừng ưu bi, đừng sầu não, đừng tư lự. Nếu có kẻ giữ giới thì nguyện sẽ thành vì tịnh giới thành tựu. Nếu không có tịnh giới phạm hạnh thì sẽ không trở thành kẻ cao thượng. Kẻ lìa dục mà chẳng lìa dục, người lìa sân mà chẳng lìa sân, người lìa si mà chẳng lìa si, là kẻ có trí hay kẻ không trí, như vậy mà thành tựu. Kiều Thi Ca, ta từ nay sẽ giá bị cho Kiều Thi Ca cho đến khi chánh pháp của ta chưa diệt. Nếu có chư thiên cùng Atula chiến đấu với nhau, tùy theo lúc mà xưng danh hiệu ta, thì chư thiên sẽ thắng. Lúc bấy giờ 4 vị đại vương Atula nghe Phật nói việc giáo hộ rồi, tâm họ sân hận vô cùng, đều đến chỗ Phật. Sau khi định lễ rồi lui ra, thì hướng về Phật bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, tại sao Đức Phật lại giáo hộ việc này? Phật bảo 4 đại Atula rằng: Này các ngươi đừng lo đừng buồn, có lúc quý vị cũng được đại tự tại ở cõi trời tối 33, sẽ không có chiến đấu, không tranh luận, không giày xéo nhau. Như vậy đó, không còn ham muốn chiến đấu, tất cả đều không muốn tranh luận. Hãy cải đổi tâm tánh lại bằng cách hãy dùng tâm từ bi, tâm lân mẫn, mà tất cả đều đầy đủ. Này các ngươi, cuộc sống không dừng lại, làm từ tại chủ cũng bị vô thường. Này chư hiền giả, thế gian này có tụ hợp thì ắt có chia ly. Này chư hiền giả, hãy xem Như Lai cũng lại vô thường, để tất cả chúng sanh không nên sầu lo. Hãy đừng câu lệ tranh chấp mà nên hòa hợp. Tất cả chúng sanh nên pháp tâm một cách bình đẳng, đó là chưa kể căn lành còn mỏng lắm, nên đừng đấu chiến với nhau. Này các ngươi, nếu có ai đó sanh tâm não hạ người khác, thì kẻ này suốt đêm dài cũng bị não hạ chi phối. Này các ngươi, nếu có người ưa giết hại thì kẻ ấy sẽ bị quả báo sống không lâu. Nếu kẻ này ưa đấu tranh, kẻ ấy bị chết vào nơi sợ hãi, không có đại gia đình, không có thế lực lớn. Này các ngươi, lành giữ 2 nghiệp cuối cùng cũng không mất đi được. Cho nên vì lẽ ấy, từ nay về sau nên sống từ tâm, thân, khẩu, ý, nên thể hiện nghiệp lành, không nên đấu tranh với nhau. Đây là nhân duyên, cho nên suốt đêm dài sẽ được lợi ích an lạc, sau này không hối. Nói lời ấy rồi, 4 vị Atula là bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, như thế đó Đức Bà Già Bà, như thế đó Ngài Tu Già Đà, chúng con sẽ theo như lời dạy của Đức Thế Như Lai, sẽ tu như vậy, sẽ sống như vậy. Bạch Thế Tôn, con từ nay về sau sẽ bỏ tất cả các khí cụ đấu tranh và là việc lành. Lúc bấy giờ, khi Thích Đại Hoàng Nhân nghe Phật sắp nhận niết bàn, liền ưu sầu khổ não khóc than bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, con từ nay cho đến ngày cuối không thọ ngũ dục, không vào nội cung, không mặc y phục khác. Kính bạch Đại Đức Bà Già Bà, vì do người chủ nhà mất thì mọi người phải có bổn phận lo liệu, tâm sanh khổ não và nhớ nghĩ công đức. Từ việc hiếu dưỡng này mà buồn khóc rồi sanh ra hiếu đạo. Kính bạch Thế Tôn, con nay cũng vậy. Cho đến cuối đời, tùy lúc tùy nơi mà khóc thương để chuyển qua hiếu đạo. Không làm chuyện ngũ dục, không vào nội cung, không mặc y phục khác. Vì sao vậy? Vì lẽ vô thượng đạo sư sẽ ra đi, không thể thấy nữa, không thể gặp nữa. Sau khi Thích Đại Hoàng Nhân nói lẽ rồi, liền có mặt xuống đất mà khóc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bi, quyển thứ nhất.